Ui, cái bức vẽ hoành bạc thế này bán được cả triệu đô. Eo ơi, chắc là bán đắt tại vì là tặng NFT á, khó lắm, với cả là chắc là phải nhiều phí lắm ấy nhở. Trời ơi, bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi nhá, và xem ngay video này để học 3 bước siêu đơn giản để tạo ra một NFT miễn phí và bán được tiền nhá. Và bước 1 đi thì chúng ta sẽ cần có một cái tranh hoặc là ảnh để tạo thành một NFT nha. Và các bạn có thể lên OpenSea để tham khảo chủ đề ha. Có rất là nhiều lựa chọn, ví dụ như là thể thao này, âm nhạc này, ảnh nghệ thuật này, vân vân. Bất cứ thứ gì đều có thể tạo được NFT nhá. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo NFT với OpenSea ha. Chúng ta sẽ cần có ví điện tử để kết nối và có 4 lựa chọn, và ở đây mình sẽ chọn là MetaMask nhá. Tiếp theo sẽ bấm vào Create và tải ảnh của các bạn lên để tạo thành NFT, và chúng ta sẽ điền những cái thông tin cơ bản, và các bạn nhớ là bấm chọn Polygon để được miễn phí nhá. Cuối cùng thì nhấn vào Create là hoàn thành rồi. Mà chưa hết đâu, chúng ta sẽ còn cần phải học cách định giá và bán NFT ở phần 2 nhá. Thế thì nhớ bấm theo dõi GM Venture để luôn cập nhật được những tin tức mới và những mẹo hay cho crypto nhá. Thank you, see you.